Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Ta đi giam cháu không được, mình sẽ lắc một cái. Sẽ chờ cho gáp, đăng cái bộ. Chó gáp thời tiền sử mà thì nó ổn skin thôi. Yo, hồi bài. Enemy triple kill. Xíu nữa 6 mình lên cảnh luôn.
tay đập cảm cái tự nhiên thì không cảm được nữa. Nữa. À, mình đã lên trái tim này. Cái là mực các bạn. Đem ra một phép, hai phép. Hai phép thôi. Giáp hai giáp. Là cái dây hàng phép đi. Xong cái mình lên cái giáp. Vô giết chú ơi, nào đấy đã chết luôn kìa bạn. Nào đấy đã tươi luôn, đã quá đã. Shut
Nó có thằng Trương, Trương. Vậy chỗ rồi. Hên quá, vừa lên 12.000 nổ. Gỡ vốn, gỡ vốn chứ sao. Ờ, vừa lên 12.000. Trời ơi. Ờ, 8C2. Ờ, ở ngoài chiến đó. Còn nguyên cái trận. Tại sao vậy? Tỉnh lời, mình tỉnh lời các bạn ơi. Cắn được có 3 cái à. Thế mình 2 AD. Có mình tăng cho rồi. Không. Tao đã, tao đang quýnh mà tự nhiên tụi bay. Đang cạp cái nó nút vô. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày quýnh. Quýnh rồi. Né ra. Né ra. Giết rồi, giết rồi. Sao không hổ cạp. Đặt cái tưng. Tao đặt cái tưng nó rời vô giết tao. Cái tao tưng nó lên chết. Là được cái giáp các bạn. Trâu quá. Thơ cái thằng này. Nổ nữa. Nổ bèo. Để mình mua thêm. Không mua gì hết. Trời ơi. Thôi đầu hàng. Ủa. Gà quá nè. Không thật chụp. Rồi làm gì đó đi. Lợi nhà bởi chưa trời bộ nặng quá. Vinh danh có gái.
tham lợi đừng mới mà. Ừ, coi coi. Vâng, các bạn xem video nha. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn vào video sau.